Tập 20. Bà vào trong nghỉ ngơi đã. Tường à, dìu chị ấy vào trong nghỉ đi. Dạ, đây, mời theo tôi. Cậu làm gì vậy? Ông Phong à, ông đối xử với tôi quá tốt rồi. Lần trước tôi không nên chĩa súng vào chú Tường. Tôi khốn kiếp, tôi đáng chết. Đừng nhắc chuyện này nữa. Đúng là thằng khờ. Lúc đó tôi đã nói với chú Tường rồi, ai ở trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy hết. Con trai có thể đứng ngó mẹ của mình chết được à? Không đời nào. Điều đó chứng tỏ cậu là người con có hiếu. Người có hiếu là người thật thà. Theo tôi làm việc cho tốt đi, tôi không đối xử tệ đâu. Ông Phùng à, Đinh Lực là người thô lỗ, từ nhỏ gia cảnh nghèo hèn, ít ăn học. Nhưng từ nhỏ tôi coi ông Phùng như tấm gương, quyết chí phải trở thành người giống như ông Phùng vậy. Ông đã cứu mẹ tôi, cũng đã cứu tôi. Ông Phùng, chỉ cần Đinh Lực này không chết thì suốt đời cũng sẽ đi theo ông. Tốt. Đứng lên đi. Cảm ơn ông Phùng. Ông Phùng, cảm ơn ông. Hai cậu hãy đi theo tôi làm ăn đi. Thương hội họ Phùng của tôi rất cần những thanh niên biết trung biết nghĩa giống như các cậu. Ông Phùng à, Đinh Lực tôi nằm mơ cũng muốn làm việc cho ông Phùng đó. Tốt lắm. Văn Cường, dạo trước đây cậu có nói là muốn thử sức của chính mình phải không? Tốt lắm. Tôi thấy thanh niên thì nhất định phải biết quý trọng thời gian, làm việc lớn. Phải. Ông Phùng, cảm ơn lời mời nhiệt tình của ông. Tôi biết được làm việc cho ông là chuyện mà rất nhiều người ở bến Thượng Hải này mơ tới. Nhưng Thượng Hải thực tình không thích hợp với tôi. Tôi muốn đi Quảng Châu. Quảng Châu? Đi Quảng Châu để làm gì? Thượng Hải không phải nơi tôi nên ở lại. Ở đây có rất nhiều chuyện tôi nghĩ không thông. Tôi muốn đi Quảng Châu xem thế nào. Văn Cường, bất cứ người nào lúc mới bắt đầu lập nghiệp cũng không bao giờ thuận buồm xuôi gió mà. Hả? Ông Phùng à, ý của anh Cường không phải vậy đâu. Anh Cường à, anh nói với ông Phùng anh không đi Quảng Châu đi. Chúng ta đã nói là sẽ ở lại Thượng Hải lập nghiệp mà. Tôi đã quyết định rồi. Con người tôi không bao giờ ép buộc người khác. Tôi vẫn là câu nói đó, không ai ép buộc ai được. Cảm ơn ông Phùng. Không phải đâu. Lực à, cậu lên lầu coi mẹ của cậu thế nào đi. Tôi muốn nói mấy câu với Văn Cường. Dạ. Anh Cường, anh nói với ông Phùng anh không đi Quảng Châu đi mà. Anh nói với ông Phùng vậy đi. Văn Cường, tôi đánh giá cao cậu đó. Tôi hy vọng có thể hợp tác làm ăn với cậu. Ông Phùng, thật là ngại quá. Mỗi người có chí hướng riêng. Cậu không muốn ở lại đây, tôi cũng không ép cậu. Có điều, ở Quảng Châu tôi cũng có nhiều bạn bè lắm. Nếu như cậu cần tôi giúp đỡ, thì tôi cũng có thể giúp được cho cậu. Cảm ơn ông Phùng. Có phải cậu có hiểu lầm gì về tôi hay không?
Tôi không hiểu ý ông muốn nói về chuyện gì. Thôi, không hiểu thì không nói nữa. Trình Trình nó rất thích cậu. Cậu mà đi nó sẽ đau lòng. Tôi thật tình không thích nhìn nó đau lòng. Tôi nghĩ một người đàn ông quan trọng nhất là phải có tinh thần trách nhiệm. Tôi là cha của nó. Cho nên tôi hy vọng cậu ở lại đây. Đừng có đi Quảng Châu. Cậu có thể suy nghĩ lại một cách thận trọng không? Ông Đỗ, ông đã về rồi. Có người gửi lá thư này cho ông. Ông tự xem đi. Cha vợ của ông gọi điện tới cho tôi giám sát ông. Phải rời khỏi Thượng Hải nữa trong 24 giờ để làm giấy tờ. Chú Cửu, mở tổng thám trưởng gửi tờ báo này cho ông nè. Tôi đoán là lúc này tên Đỗ Bang đang ngồi trên chiếc tàu trở về Pháp rồi đó. Xem ra món ăn chúng ta dọn lên rất hợp với khẩu vị của tụi người ngoại quốc. Lần này chắc không bao giờ quay lại đây được nữa. Hứa Văn Cường đang thu dọn đồ đạc. Xem ra cậu ấy kiên quyết đi rồi. Ông thấy chuyện này nên làm như thế nào? Để tự nhiên thôi. Các vị, thật là ái nái quá. Hôm nay chủ tịch thương hội họ Phùng, ông Phùng Kinh Nghiêu đã bao toàn bộ nhà hàng này rồi để tổ chức tiệc ở đây. Cho nên hôm nay chúng tôi không thể đón tiếp các vị được. Mời các vị về cho. Xin lỗi nghe. Phải làm như vậy sao? Chắc chắn hay không đó? Các vị, hôm nay tôi mời các vị tới, một là muốn cảm ơn các vị đã đứng ra nói một câu công bằng trong chuyện con gái tôi bị bắt cóc. Hai là tôi muốn giới thiệu với các vị một thanh niên tuổi trẻ tài cao. Người đó chính là cậu Đinh Lực đây. Chào các vị chú bác. Ngồi đi. Cậu Đinh Lực xuất thân nghèo khó, nhưng là người có nghĩa, dũng cảm, có đầu óc. Có thể nói Đinh Lực là một nhân tài hiếm thấy trong lớp thanh niên hiện nay. Nhất là trong chuyện con gái tôi bị bắt cóc vừa rồi, đã dốc hết sức lực bất chấp tính mạng. Tôi đây phải mời cậu một ly. Hôm nay ở trước mặt các vị chú bác, tôi chính thức mời cậu gia nhập thương hội họ Phùng, làm việc cho thương hội họ Phùng. Không biết cậu có đồng ý nể mặt của tôi hay không? Ông Phùng, các vị chú bác, Đinh Lực này xuất thân nghèo hèn, may mắn được ông chủ Phùng coi trọng,
Ông Phùng, ông coi trọng Đinh Lực, có ơn tái tạo đối với Đinh Lực này. Đinh Lực sẽ theo ông Phùng suốt đời, làm việc cho ông Phùng bất kể gan ốc đầy đất. Nếu có phản bội sẽ chết không toàn thây. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Nè các vị, các vị, tôi đề nghị chúng ta hãy nâng ly, vậy ông Phùng lại có thêm một viên hổ tướng. Nè các vị, cạn ly đi. Cạn ly. Mặc dù cô Phùng đã trở về bình yên, nhưng mà những kẻ làm ra chuyện đào mộ người khác vẫn chưa bị quả báo. Chúng ta không thể làm hỏng quy định giang hồ được. Đúng vậy, không thể phá hỏng quy định được. Nhưng mà nếu điều tra ra được người của phòng tuần bổ cấu kết với bọn bắt cóc thì... Ông Phùng à, cứ yên tâm đi. Tôi cũng xin nói với các vị đại ca ở đây, các vị cứ yên tâm, phòng tuần bổ nhất định xử theo luật pháp, quyết không thiên vị. Tốt. Ông Phùng à, hả? Tin tức này loan khắp bến Thượng Hải rồi. Lần này cứu cô Phùng, ông có hai tay đắc lực là Hứa Văn Cường và Đinh Lực. Hứa Văn Cường đâu? Sao không thấy cậu ấy tới vậy? Nhất định là bị ông giấu rồi phải không? Cậu Hứa Văn Cường cũng là một cậu thanh niên có tài hiếm thấy, nhưng mà cậu ấy có chí hướng riêng. Tính khí của con người tôi là như vậy đó, không bao giờ làm những chuyện cản được người khác. Tôi vẫn nói câu đó, không ai ép ai được. Đây, uống rượu đi. Cạn ly, mời cạn nha. Ông chủ đã về rồi à? Ông chủ, cô hai đã suốt đêm hôm nay ở ngoài vườn qua rồi. Có khuyên nhiều lần nhưng mà cô hai không chịu vô nhà. Con lui ra trước. Ông chủ, về phòng chờ ta đi. Dạ. Chuyện gì vậy? Ngồi ngoài này suốt đêm không sợ bị cảm lạnh à? Bà. Hả? Bà nói nếu còn người ta, kiếp này không thể sống bên cạnh người mà mình thích được, thì sống còn ý nghĩa gì đây? Còn nói vậy là sao? Sống là sao, chết là sao hả? Đứa con nít như con, suốt ngày đầu con cứ nghĩ cái gì vậy? Con lại nhớ mẹ rồi.
ba có lỗi với con, có lỗi với mẹ của con. Ba nghe con nói những lời này trong lòng ba cảm thấy... Hồi con còn nhỏ, dù con có gặp bất cứ chuyện gì không vui, chỉ cần có mẹ bên cạnh thì mọi chuyện đều qua. Hồi đó vui biết mấy, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Còn có gì ấm ức ở trong lòng cũng phải tự gánh lấy hết. Ngay cả người để tâm sự cũng không có. Ba mắc nợ nhiều quá, mắc nợ hai mẹ con nhiều quá. Thật ra ba yêu mẹ nhiều lắm, đúng không? Nhưng ba không thể thế mẹ được, có phải không? Nhiều lúc con muốn được như ba với mẹ. Con thường nghĩ, nếu ngày nào đó con chết đi, người mà con yêu có thể yêu con giống như ba đã yêu mẹ vậy, thì con sẽ hạnh phúc biết mấy. Con thật sự yêu Hứa Văn Cường lắm rồi. Nếu đã như vậy thì ba có thể giúp cho con. Giúp con? Làm sao ba giúp được? Anh ấy là con người, một người có lý tưởng, không thể ép anh ấy được. Ba nói con nghe, nó sẽ không rời khỏi bến Thượng Hải đâu. Làm sao ba biết được? Ba nói nó không đi khỏi đây được đâu. Ba sẽ giữ nó lại. Những chuyện ba đã nói thường là được thực hiện mà. Có tin không? Con có chịu tin không? Vậy thì tốt. Vô nhà với ba đi. Lúc ở nhà thờ đã thấy Trình không tập trung rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Nguyệt Kỳ, Kỳ nói tại sao con người ta lại cần tình yêu chứ? Biết ngay là Trình buồn vì chuyện này rồi mà. Hứa Văn Cường lại cho Trình leo cây nữa phải không? Mình đã nói với Trình từ đầu rồi, Trình đó đừng bận tâm tới anh ấy quá. Phải để anh ấy chủ động đeo đuổi Trình, giống như đi thả diều vậy đó. Dây diều của Trình càng thả lỏng chừng nào thì diều càng bay cao chừng đó. Trong các tiểu thuyết tình yêu đều viết như vậy mà. Nhưng trong thế giới thực tại, anh ấy sắp đi rồi. Sắp đi rồi? Anh ấy đi đâu vậy? Đi Quảng Châu, đi thực hiện lý tưởng của anh ấy. Vậy còn Trình thế nào? Anh ấy nói sao hả? Không có nói gì hết. Trình Trình, mình khuyên Trình tốt nhất là nên từ bỏ sớm đi, mắc công mai mốt đau khổ một mình. Từ bỏ? Nói từ bỏ là từ bỏ sao? Từ bỏ một mối tình đâu phải là một chuyện dễ. Trình yêu anh ấy thật lòng hả? Sẵn sàng hy sinh tất cả mà yêu anh ấy sao?
Nhưng mà mình cảm thấy trong lòng anh ấy đâu có Trình đâu. Có chứ. Hôm đó lúc anh ấy ôm chầm lấy Trình, Trình đã cảm nhận được tình cảm của anh ấy. Thật không? Nguyệt Kỳ à, Kỳ là người có nhiều sáng kiến nhất. Kỳ nghĩ giùm mình nên làm sao đi, được không? Làm sao thuyết phục được anh ấy? Làm sao mới có thể giữ anh ấy ở lại đây? Vậy Trình muốn xài cách của dân bản xứ chúng ta hay là xài cách của người ngoại quốc đây? Lúc này còn nói giỡn được nữa không? Cách của dân bản xứ là đơn giản nhất, không la thì khóc rồi đòi tự tử. Nè, cách của người ngoại quốc thì chắc chắn làm được, Trình có muốn nghe không? Mình nói cho Trình biết, Trình đó cứ đem những lời tận đáy lòng của Trình nói với anh ấy, dùng chân tình cảm quá anh ấy, làm như vậy chắc chắn được, anh ấy chắc chắn sẽ ở lại. Nhưng mà mình cũng không biết anh ấy nghĩ như thế nào nữa. Tình yêu đúng là thứ dày dò con người ta nhất. Vì chàng nên nàng trong tiều tụy. Người yêu bạn thì bạn không yêu, người mà bạn yêu lại chẳng yêu bạn. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Kỳ thì nếu muốn nói chuyện yêu đương thì nên tìm một đối tượng giống như Hứa Văn Cường, vừa đẹp trai vừa phong độ tài hoa ngất trời. Nếu muốn lấy làm chồng thì nên tìm người hơi ngốc một chút. Vậy mới phải chứ, cười lên nhìn dễ thương biết mấy. Suốt ngày cứ chao mày làm gì, làm bạn của tôi hết xinh luôn rồi. Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi. Có mình ở đây mà. Cậu Kim à, tôi đã bỏ luôn bữa cơm, chạy tới đây báo tin này cho anh biết đó. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng. Anh đắc tội với Phùng Kính Nghiêu không phải là chuyện nhỏ đâu nghe. Tôi biết mà, tôi biết mà. Lần này lại bị ông Cửu chơi một vố, đã bị biến thành súng của ông ấy rồi. Lần này coi như tiêu đời, nếu không chừng hết giữ nổi cái mạng này nữa rồi. Hay là cậu tới xin gặp ông Phùng đi, nhận lỗi ngay trước mặt của ông ấy. Người ta nói quan không đánh người tới dân lễ mà, đúng không? Nhưng lần này thì khác. Tôi bắt cóc con gái ông ấy, ông ấy lại không hận tôi tới tận xương tủy được sao? Hả? Có tặng một núi vàng ông ấy cũng không bỏ qua. Ê, cậu Kim à, chuyện này thì tôi không giúp được gì cho cậu rồi. Nhưng mà chỗ quen biết với nhau, tôi cũng không thể hùa với Phùng Kính Nghiêu làm khó cậu được. Tóm lại, cậu tự lo liệu mà làm đi, đừng trách anh em. Bên cả của tôi nhỏ, tôi không dám đắc tội với ai hết đó. Hiểu, tôi hiểu mà. Cảm ơn ông. Nếu mà tôi qua được kiếp nạn này thì tôi chắc chắn sẽ đền đáp ơn nghĩa của ông. Ông Kim, đây lực tới rồi. Bao nhiêu người? Một mình hắn. Ông Kim à, tôi đi trước nha. Ê, còn đứng thừ ra đó làm gì? Ra tiếp khách mau lên đi. Dạ. Đình Lực, lần trước phát súng của tôi giết anh không chết, nghe nói anh đổi đời rồi, làm người của Phùng Kính Nghiêu rồi, coi như là nhân vật có máu mặt ở bến Thượng Hải này rồi hả? Ông Kim, hôm nay tôi tới là để nói cho ông biết, mấy bà vợ của ông nên đưa họ đi đâu thì đưa tới đó liền đi. Mấy bữa nay có món gì muốn ăn, thứ gì muốn uống thì tranh thủ lo mà ăn, tranh thủ lo mà uống đi. Đình Lực, anh đúng là bạo thiệt đó. Hay là chúng ta cược một ván? Ông không xứng cược với tôi đâu. Anh ra ngoài đi.
Alo, alo, chú cũ có đó không? Anh là ai vậy? Tôi là ai à? Tôi là Kim Đại Trung binh Lễ Đô. Tôi là ai? Chú cửu xin nghỉ phép mấy ngày rồi. Nghỉ phép? Điều rồi, nên không gặp rồi. Ông Kim, chú cũ đang ở đâu? Ở trên lầu á. Chú cũ, chú cũ à? Trời ơi, chú cũ, ông nội của tôi, chú còn ở đây hưởng thụ được sao? Tôi đi tìm chú vất vả quá chú cũ. Kim Bập à, tới rồi hả? Ngồi đi. Chú cũ, chúng ta nên làm sao đây? Làm thế nào là sao? Phùng Kính Ngưu đã tuyên bố rồi, nói chúng ta bắt cóc con gái của hắn, hắn sẽ thủ tiêu hết chúng ta. Chú cũ, chú phải làm gì chứ? Tôi trông cậy vào chú hết. Kim Mập mà nghe tôi nói đây, coi bộ dạng của anh kìa, một tên Phùng Kính Ngưu đã làm anh sợ tới mức độ này rồi. Anh còn làm nổi chuyện gì chứ? Được rồi, hai người lui xuống hết đi. Kim Mập à, bộ dạng quay phong ra vẻ ngày thường của anh đâu rồi? Bây giờ nó mất tiêu rồi hả? Chú cũ, không phải chú nói tụi Tây sẽ giúp chúng ta sao? Tụi Tây à? Mẹ kiếp, bọn Tây chết tiệt đó. Tên đổ bàn khốn kiếp, hắn đi đúng là êm đẹp thiệt đó. Bây giờ chắc hắn đang tắm nắng ở bên Pháp rồi. Sao lại như vậy? Sao lại không thể như vậy chứ? Tôi nói cho anh nghe, hai chúng ta cùng nhau kiếm ăn trên mảnh đất Thượng Hải này cũng đã hơn chục năm rồi. Dù thế nào đi nữa cũng đã được sống một thời gian tốt đẹp. Điều đáng tiếc là cuối cùng Lê Đô vẫn bị Phùng Kính Nghiêu cướp đi mất. Chú cửu tôi đây thật hổ thẹn lắm. Chú cửu, xin chú đừng nói như vậy. Cũng tại Kim Đại Trung tôi gieo rắc rối thêm cho chú. Bây giờ chú nói thế nào cũng được, tôi nghe lời của chú hết. Cùng lắm là chúng ta liều mạng với tụi nó luôn. Tôi nói cho anh nghe, đừng có suốt ngày chúng ta nữa. Chuyện đã qua rồi, người đã thay đổi rồi. Bây giờ tôi còn không cứu nổi mình, thì tôi làm sao có thể cứu được anh? Lão già Phùng Kính Nghiêu đó có gì đáng sợ chứ? Chuyện người chuyện súng, ai mà không có chứ. Ai mà sợ hắn thì người đó sẽ là... Ha ha ha.
Khốn kiếp, sao chuyện lại ra nông nỗi này chứ? Kim đệ trung này ở bến Thượng Hải, dựa vào chính bản thân mình, chưa bao giờ trông cậy người khác hết. Các người đi đi, cút đi, các người có chuyện cút hết đi, bỏ tôi lại một mình đi. Tôi tự giải quyết với lão già Phùng Kinh Nghiêu, tôi sẽ lấy mạng hắn. Ông Phùng à, ông Phùng, vũ khí và người đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tốt lắm. Kim đệ trung, để cho Đinh Lực ra mặt đi giải quyết. Bên Tình Cửu thế nào? Tình Cửu trốn trong nhà. Bây giờ hắn ăn cơm vào lúc nào, đi ngủ vào lúc nào, tôi đều nắm rõ hết. Chỉ chờ một câu của ông là có thể ra tay bất cứ lúc nào. Giết một tay tuần bộ rắc rối đã không nhỏ, huống hồ giết một tên phó tổng tham trưởng, sợ dư luận sẽ dữ dội lắm đây. Ông đã chán ghét mấy chuyện chém giết này lâu rồi. Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, những ngày tháng này làm sao có ngày chấm dứt chứ. Tôi thật tình rất muốn đưa Trình Trình tới một nơi không có ai hết, cùng sống những ngày tháng yên ổn bình lặng ở bên cạnh nó. Vì Trình Trình, hay là giữ hứa Văn Cường lại đi. Hôm nay mời nó ăn cơm chính là vì chuyện này. Giữ được người mà không giữ được lòng thì cũng uổng công. Tôi thật tình không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Trình Trình. Tôi lẽ càng không muốn sau này Trình Trình nó sẽ hận tôi. Trình Trình là một đứa còn có hiếu, chuyện này ông cứ yên tâm. Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao anh lại mời em ăn cơm ở nhà, còn là bữa ăn thịnh soạn nữa? Ăn thử đi. Anh nói đi, có chuyện gì vui muốn nói cho em nghe sao? Đây là bữa cơm từ biệt, anh muốn đi Quảng Châu. Anh quyết định rồi hả? Ừ. Em biết là thế nào cũng có ngày này, nhưng có điều em không ngờ lại tới nhanh như vậy. Cho em biết lý do có được không? Không có ý gì khác hết, em chỉ muốn biết vậy thôi. Thượng Hải không thích hợp với anh. Em cũng biết đó. Sau khi anh trải qua biết bao nhiêu chuyện ở Bắc Bình,
anh đã chán ngấy lắm rồi. Anh tới Thượng Hải vốn là định tìm một cuộc sống yên ổn hơn, kết quả lại rơi vào một chỗ cũng là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Có lẽ đây là cách sinh tồn ở bến Thượng Hải này. Nhưng anh thực tình chịu hết nổi rồi. Vậy theo anh, một nơi như thế nào anh mới có thể thích ứng được? Nói cách khác, nơi nào mới thật sự yên tĩnh đây? Thật ra ở bến Thượng Hải, chỉ cần anh có thể tránh xa bọn họ thì vẫn có thể sống yên ổn mà. Người xưa nói gần bùn nhưng không dính bùn, cũng không hôi tanh mùi bùn. Đạo lý kẻ trong sạch vẫn trong sạch đó ai cũng hiểu, nhưng có mấy ai có thể làm được chứ? Không phải anh tự cho mình là trong sạch đâu, nhưng anh thực tình không muốn dựa vào chuyện chém giết, bóc lột tính mạng và hạnh phúc của người khác để đổi lấy cuộc sống tạm bợ của mình. Anh không muốn bất cứ người nào vì anh mà phải bị tổn thương. Không ai vì anh bị tổn thương hết. Anh không nên quá nhạy cảm. Con người sống trên đời vốn là để chịu khổ mà. Thử hỏi có chuyện gì là thật sự công bằng chứ? Nhưng mà hôm nay anh nói những chuyện này, thật tình em bất ngờ lắm. Gặp chuyện không hay, chọn cách lẩn tránh, đúng là không giống phong cách của anh chút nào. Hơn nữa, anh đã nghĩ tới cô Phùng chưa? Cô ấy thật sự yêu anh lắm mà. Anh mà đi rồi, cô ấy chịu không nổi đâu. Anh đi khỏi đây sẽ tốt cho mọi người. Em tin là cô Phùng hy vọng anh có thể ở lại. Hơn nữa, em cũng muốn như vậy. Alo. Văn Cường, anh chuẩn bị đi khỏi đây thực sao? Ừ. Không có gì, em chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi. Hôm nay em đi mua vé xe lửa cho anh được không? Chừng nào anh đi em sẽ tiễn anh. Em tôn trọng sự lựa chọn của anh. Anh nhớ phải thường xuyên viết thư cho em. Tối hôm nay tới nhà của em đi. Ba của em nói chuẩn bị tiệc tiễn anh, nhưng tiện em sẽ đưa vé cho anh luôn. Cảm ơn. Tạm biệt. Là cô Phùng gọi điện thoại tới, có phải không? Thank you.
Anh yêu cô ấy, anh bận tâm tới cô ấy. Đừng tự lừa dối mình nữa. Cặp mắt của anh không gạt được người khác đâu. Anh sẽ không đi. Em hiểu mà.